ai là kẻ mạnh nhất trong lĩnh vực điện thoại di động apple huawei MediaTek hay quan tâm bạn hiểu bao nhiêu về thuế bằng sáng chế của quan tâm trong tập này chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về quan tâm bằng một vụ kiện trong tập trước chúng ta đã nói đến thời kỳ đỉnh cao của Nokia vào năm 2005. Khi đó, đối tác lâu năm của Nokia, Texas Instruments, vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong thị trường chip di động với thị phần gần 70%, vượt qua Samsung để trở thành công ty bán dẫn lớn thứ hai thế giới. Lúc này, Texas Instruments và Nokia đều đang ở thời kỳ hoàng kim, nhưng phía sau ánh hào quang, Texas Instruments lại có một nỗi lo đã kéo dài gần 3 năm và sắp tới sẽ trở thành vấn đề của cả Nokia. Nỗi lo đó chính là vụ kiện với quân câm. Câu chuyện bắt nguồn từ năm 2000, khi Quan Cam và Texas in German ký một thỏa thuận cấp phép chéo. Nội dung chính của thỏa thuận này là Texas in German có quyền sử dụng công nghệ CDMA của Quan Cam trong 3 năm. Đổi lại, Quan Cam có thể sử dụng bằng sáng chế công nghệ Sitter của Texas Inciter German, Thoạt nhìn, đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, nhưng vì sao lại dẫn đến kiện tụng? Câu chuyện này có chút màu sắc của Jasmine, một vụ kiện về bằng sáng chế đầy phức tạp. Trước tiên, hãy cùng làm quen với nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện này. Bị đơn, Texas Instruments, thành lập năm 1930, là một hóa thạch sống trong ngành bán dẫn. Công ty này từng khai thác dầu mỏ, sản xuất tên lửa, sau đó lấn sân sang lĩnh vực điện tử và đạt được nhiều thành công vang dội. Họ đã phát minh ra mạch tích hợp đầu tiên trên thế giới, đặt nền móng cho công nghệ chip ngày nay. Vì vậy, Texas Instruments hoàn toàn có đủ tư cách để thu phí bản quyền từ quân cam. Nguyên đơn, quân cam, thành lập năm 1985, muộn hơn Texas Instruments hơn nửa thế kỷ, đến năm 2005, quan cam đứng thứ hai trong thị trường chip di động, nhưng chỉ chiếm 17% thị phần, chưa bằng 1 phần 3 của Texas Instruments. Tuy nhiên, quy mô nhỏ không có nghĩa là năng lực yếu công nghệ mà quan cam tự hào nhất không phải là chip, mà là CDMA. Nhân đây, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về CDMA. CDMA có tên tiếng Việt là công nghệ truy cập đa phân chia theo mã. Hiểu đơn giản thì CDMA là công nghệ phân bổ một chuỗi mã riêng biệt cho mỗi người dùng để truyền tín hiệu, giúp ngăn chặn tình trạng nhiễu sóng. Mạng 2G của EVN Telecom cũng sử dụng công nghệ này vào năm 2005. CDMA thực ra đã được đề xuất từ năm 1949, nhưng mãi đến năm 1985, người ta mới nhận ra giá trị thương mại của nó. Người phát hiện ra điều này là Erwin Jacob, nhà sáng lập của Quân Cam. Dưới sự nỗ lực của Quân Cam, công nghệ CDMA ngày càng được hoàn thiện. Dù quá trình này đầy khó khăn, cuối cùng nó vẫn được phổ biến rộng rãi, nhưng cố gắng của Quân Cam cũng rất xứng đáng, bởi họ đã nắm bắt được một cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một khi quảng bá cdma quân căm không chỉ đơn thuần bán công nghệ mà còn định ra tiêu chuẩn cdma nếu các công ty muốn phát triển cdma họ phải tuân theo tiêu chuẩn này mà tuân theo tiêu chuẩn này thì bắt buộc phải sử dụng công nghệ của quân căm mà đã dùng công nghệ của quân căm thì phải trả phí không ai có thể trốn thoát đây chính là nguồn gốc của thuế bằng sáng chế quân căm mà mọi người thường nhắc đến Chiêu này của quan cam gọi là hư trương thanh thế để che giấu mục đích thực sự, nghĩa là công khai là một chuyện, nhưng mục tiêu thực sự lại là kiểm soát toàn bộ CDMA. Khi đó, trong giới còn lan truyền một câu nói, bằng sáng chế CDMA của quan cam nhiều đến mức, chỉ cần nói bốn chữ CDMA ở nơi công cộng cũng phải trả phí bản quyền. Có thể thấy quyền kiểm soát của quan cam đối với CDMA mạnh đến mức nào sau khi hiểu rõ bối cảnh, chúng ta quay lại vụ kiện chính. Lúc này, Tech sự in nắm trong tay bằng sáng chế công nghệ trên Sitter, còn quan cam sở hữu bằng sáng chế CDMA. Việc hai bên trao đổi bằng sáng chế thật nhìn có vẻ đôi bên cùng có lợi, nhưng chính quan cam lại phá vỡ sự cân bằng này trước. Ngay khi thỏa thuận sắp hết hạn, quan cắm bất ngờ kiện Texas Insider German cáo buộc họ vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ nội dung thỏa thuận ra công chúng. Nhưng quan cắm lại không nói rõ Texas Insider đã tiết lộ điều gì khiến tình hình càng trở nên khó hiểu. Texas Insider tất nhiên không chịu thua, họ đã lăn lộn trong ngành bán dẫn hơn nửa thế kỷ, sao có thể dễ dàng bị quan cắm thao túng. Vì vậy, Texas Insider lập tức phản kiện, tố cáo quân tâm vi phạm thỏa thuận khi cung cấp mức giá ưu đãi thấp hơn cho các khách hàng khác nhưng tích sự insider cũng không nói rõ quân tâm đã ưu đãi ai cả hai bên đều đánh đố nhau bằng những cáo buộc mập mờ khiến tòa án đau đầu để giải quyết nhanh chóng tòa án quyết định gộp hai vụ kiện lại thành một sau một quá trình xét xử kéo dài Tòa tuyên Texas Inc. thắng kiện, nghe có vẻ như vụ việc đã rõ ràng, thực ra chưa hẳn. Mặc dù Texas Inc. thắng kiện, nhưng họ lại bị phạt tiền. Điều kỳ lạ hơn là cả hai công ty đều tuyên bố hài lòng với phán quyết, đồng thời chế diệu đối thủ là kẻ thất bại trong vụ kiện. Vì vậy, ai mới là người chiến thắng, thực sự đã trở thành một câu hỏi không có lời giải Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chưa đầy nửa năm sau, Texas Inc. lại quay trở lại. Lần này, Nokia đứng đầu cùng với Texas Inc. bỏ rốt và hai công ty khác, hợp lực kiện quan cam Mối quan hệ giữa Nokia và Texas Instruments có thể tóm gọn trong một câu, chip mạnh nhất của Texas Instruments chỉ cung cấp cho Nokia. Lý do Nokia kiện quan tâm là quan tâm thu của tôi 5% phí bản quyền, nhưng lại thu phí thấp hơn với các khách hàng khác, đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Phản hồi của Quân Cam cũng rất thú vị, chúng tôi thu từng đồng đều xứng đáng với giá trị công nghệ mà chúng tôi cung cấp, nói trắng ra, Quân Cam có ý rằng, anh bạn à, số tiền này hoàn toàn đáng giá, không phải phí đắt mà là anh đang mua công nghệ đỉnh cao đấy, Nokia có thể chịu được câu này không? Dĩ nhiên là không, kết quả là một vụ kiện kéo dài suốt nhiều năm lại bắt đầu. Trước lên minh kiện tụng của Nokia, Quan Cam không ngồi yên chịu trận mà chủ động phản công, họ kiện Nokia về vi phạm bằng sáng chế tại hàng loạt quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp Italy nokia cũng không chịu kém họ lại phản kiện quan tâm vì vi phạm bằng sáng chế cứ thế đôi bên liên tục kiện qua kiện lại tạo thành vòng lặp vô tận Cuối cùng, sau nhiều năm kiện tụng, vào năm 2008, Nokia và Qualcomm đạt được thỏa thuận, Nokia đồng ý trả phí bản quyền công nghệ cho Qualcomm trong 15 năm, Nokia còn trả trước 2,5 tỷ đô la Mỹ tiền đặt cọc. Vụ kiện này khép lại với chiến thắng tuyệt đối của Qualcomm. Trong suốt 5 năm, Qualcomm đã đối đầu với hai gã khổng lồ của ngành, nhà sản xuất chip điện thoại mạnh nhất Texas Instruments và nhà sản xuất điện thoại mạnh nhất Nokia, cả hai lần, họ đều giành chiến thắng vang dội. Nhìn lại, chiến lược định ra tiêu chuẩn CDMA thay vì chỉ bán công nghệ của Qualcomm trước đây đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, nhưng Quan Cam chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Tesseract German còn chưa kịp thở, Quan Cam tung ra một chiêu thức mới, mô mô đâm tặng chip xử lý. Chiêu này đã đánh gục hoàn toàn Tesseract German, khiến họ rút khỏi thị trường chip di động. Ngay sau đó, Quan Cam còn chưa để Tesseract German kịp thở, đã tung ra chiến lược mua băng tần tặng chip, hoàn toàn đẩy Tesseract German ra khỏi thị trường chip di động. Đúng vào lúc phụ kiện giữa Quan Cam và Nokia bước sang giai đoạn cuối, Apple ra mắt thời đại smartphone bắt đầu. iOS thay thế Symbian để trở thành hệ điều hành di động tốt nhất. Apple thay thế Nokia để trở thành hãng điện thoại được yêu thích nhất. Bạn có thể xem tập trước của tôi về Nokia để biết thêm chi tiết. Trong thế giới chip, băng tần chính là linh hồn quan trọng của chip di động, chuyên quản lý việc gửi và nhận dữ liệu. Không may, chip băng tần lại liên quan đến công nghệ CDMA. Nhìn quanh bốn phía, quan cắm bắt giác hết lên. Nhìn tôi làm gì? Các anh coi tôi là giác à? Không, Đừng hiểu lầm, tôi không chỉ nói riêng anh, mà là tất cả những người có mặt ở đây đều là rác rưởi. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là, chỉ cần trả tiền là xong chuyện sao, không đời nào, quan tâm kiếm tiền bằng cách thu phí bản quyền, nhưng họ cũng kiếm tiền từ việc bán chip. Vậy làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn? Câu trả lời là, quan tâm tung ra chiều thức mạnh nhất. Mua băng tần tặng chip, hãy để tôi tái hiện lại tình huống này, anh bạn, con CPU này giá bao nhiêu, 39 đồng, có băng tần không, không có, anh phải qua bên quân cam mua, tự lắp ráp nhé, này, băng tần này giá bao nhiêu, 49 đồng, tắt vậy, in Insider ra mân bán có 39 đồng thôi, mà hiệu năng còn tốt hơn của anh, không đắt đâu, băng tần và chip của tôi gắn liền với nhau, mua băng tần là tặng luôn chip hàng chất lượng, giá hợp lý, tesseract instazaman có băng tần không? anh bạn tốt bụng quá, cho tôi một triệu con. tình huống trên nếu có trung hợp thì hoàn toàn là ngẫu nhiên. dù chi của tesseract instazaman có hiệu năng tốt nhưng giá lại cao chính vì thế, Quan Cam đã cướp hết thị phần của Texas Instruments về sau, nhiều hãng chip khác cũng bị đẩy khỏi thị trường sớm smartphone theo cách tương tự. Sau khi đánh bại Texas Instruments, Quan Cam dễ dàng lên ngôi bá chủ. Nhưng tiếp theo thì sao? Quan Cam không thể ngủ yên trên chiến thắng quá lâu, vì họ đã gặp phải một đối thủ còn khó nhằn hơn. Năm 2005, khi iPhone đời đầu vẫn còn trong giai đoạn phát triển, Apple đã tìm đến Quan tâm, hy vọng Quan tâm có thể cung cấp chip băng tần cho mình. Quan tâm cũng không từ chối thẳng, mà thay vào đó gửi thẳng cho Apple một lá thư với nội dung cốt lõi chỉ có một điểm: Apple phải ký thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế trước, rồi mới bàn chuyện cung cấp chip. Nước đi này khiến phó chủ tịch phụ trách thu mua của Apple hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Ông ta nói: Tôi làm trong ngành này 20 năm rồi, mà chưa từng thấy ai chơi bài này bao giờ. Vậy là Apple quay lưng rời đi và tìm đến Infineon để hợp tác. Vì thế, chip băng tần của iPhone đời đầu do Infineon cung cấp, nhưng Infineon lại là một tay mơ trong lĩnh vực này. Công nghệ băng tần của họ không thể sánh với quân căm, dẫn đến một tình huống trở treo. iPhone đời đầu không hỗ trợ mạng 3G. Sau đó, iPhone 3GS cũng gặp vấn đề về tín hiệu, không còn cách nào khác. Apple lại phải quay đầu tìm đến quân căm. Đến năm 2010, iPhone 4 bắt đầu sử dụng cả chip băng tần của Infineon lẫn quân căm. Theo chiến lược của Apple, linh kiện thường có hai nhà cung cấp để giảm rủi ro. Tuy nhiên, đến năm 2011, trên iPhone 4S, Infineon bị loại khỏi cuộc chơi, quan tâm trở thành nhà cung cấp độc quyền chip băng tần, tại sao lại xảy ra tình huống này? Bởi vì mô hình thu phí của quan tâm đi kèm điều khoản bá đạo, ép Infineon phải rời đi, Apple cũng không thể làm gì khác. Theo lẽ thường, nếu một con chip di động sử dụng bằng sáng chế của quân tâm, thì chỉ cần nhà sản xuất chip trả phí bản quyền là đủ, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy, không chỉ các hãng sản xuất chip phải trả phí, mà cả các hãng sản xuất điện thoại cũng phải trả. Và mức phí này tính theo phần trăm giá bán điện thoại, thường dao động trong khoảng 3% đến 5%, nói cách khác, nếu một chiếc điện thoại có giá 140 đô la Mỹ, thì hãng sản xuất phải trả cho quan tâm khoảng 4 đô la Mỹ. Nhưng quan tâm cũng rất chu đáo, họ đặt ra một mức trần là 400 đô la Mỹ, Nghĩa là nếu giá điện thoại vượt qua 400 đô la Mỹ thì cũng chỉ cần trả phí dựa trên mức giá 400 đô la Mỹ mà thôi, một chính sách công bằng, không lấy thêm của ai một xu nào. Quan trọng hơn, quan cam còn kèm theo một điều kiện cực kỳ khắc nghiệt trong mô hình thu phí này. Sau khi thu phí bản quyền từ các hãng sản xuất điện thoại, quan cam sẽ hoàn lại một phần tiền dưới dạng chiết khấu. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng để nhận được khoản hoàn tiền này, hãng điện thoại phải cam kết sử dụng ít nhất 85%, thậm chí 100% chip của quan cam. Nói cách khác, muốn nhận lại tiền thì phải hạn chế hoặc không được dùng chip của các hãng khác. Điều khoản độc quyền này giúp quan cam dễ dàng đè bẹp mọi đối thủ cạnh tranh. Apple có thể nói không với quan cam không rất tiếc không có quan tâm, chiếc băng tần của iPhone thực sự không thể hoạt động tốt, dù có giàu đến đâu, Apple cũng đành bỏ tay. Dưới tác động của điều khoản độc quyền này, Infineon bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng cần lưu ý rằng, vào thời điểm đó, Infineon đã bán mảng kinh doanh băng tần của mình cho Intel, chính xác mà nói, người bị loại là Intel tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì không lâu sau, Intel sẽ quay trở lại. Trong những năm tiếp theo, kể từ iPhone 4S, doanh số iPhone ngày càng tăng chóng mặt iPhone 4S. 72 triệu máy, iPhone 5S và 5C, tổng cộng 150 triệu máy, iPhone 6 và 6S, tổng cộng 230 triệu máy, Apple bộ kiếm bộn tiền, quân cam cũng vậy. Nhưng khi danh số iPhone càng cao, số tiền mà Apple phải trả cho Qualcomm cũng càng nhiều, đến mức Apple không thể ngồi yên được nữa. Họ quyết định trước khi hợp đồng với Qualcomm hết hạn vào năm 2016, phải tìm được đối tác thay thế, và thế là Apple lại nhờ đến Intel. Là một gã khổng lồ trong lĩnh vực chip PC, Intel đã bắt đầu tham gia thị trường chip di động từ năm 2003, nhưng thị phần của họ luôn ở mức một con số. Đến năm 2006, Intel cảm thấy thị trường này không có tương lai, nên đã bán mảng kinh doanh chip di động với giá 600 triệu đô la Mỹ. Nhưng ngay năm sau, kỷ nguyên smartphone bùng nổ in theo hoảng loạn, lại vội vã quay trở lại thị trường chiếc di động. Năm 2010, Intel chi 1,4 tỷ đô la Mỹ để mua lại mảng băng tần của Infineon, tổng cộng trước sau lỗ mất 800 triệu đô la Mỹ chỉ vì quyết định sai lầm trước đó. Nhưng chưa bao lâu sau, Apple lại buộc phải bỏ rơi Intel, khiến Intel muốn khóc mà không có nước mắt may thay. Sau khi tận mắt chứng kiến sự bá đạo của quân cầm, Apple lại quay sang Intel. Để giúp Intel yên tâm nghiên cứu và phát triển chip băng tần, Apple đặt hàng trước hàng triệu con chip, đồng thời cung cấp các nguồn lực của mình để hỗ trợ Intel trong việc nghiên cứu và thử nghiệm. Về phía Intel, họ cũng không hề lơ là họ đã chi một khoản lớn để mua lại công nghệ CDMA của Via Technology, một trong số ít những công ty vào thời điểm đó có thể cạnh tranh với quan tâm trong lĩnh vực này. Thông tin thú vị, nhà sáng lập của Via Technology, Wang Suhong, cũng chính là người sáng lập STC, VSTC, tôi đang làm một tập riêng về nó, hãy theo dõi tôi để không bỏ lỡ. Nhờ sự hợp tác giữa Apple và Intel, đến năm 2015, trên iPhone 6S và 6S Plus, Apple quay trở lại sử dụng cả chip băng tần của Qualcomm và Intel. Đến năm 2017, trên iPhone 7, Apple tiếp tục duy trì mô hình hai nhà cung cấp. Sau nhiều năm giảng co và sai vần, Apple, Qualcomm và Intel lại cùng đứng trên một chiến tuyến. Nhưng lúc này, quan hệ giữa Apple và Qualcomm đã chạm đáy, chiến tranh sắp bùng nổ. Dưới sự hợp tác của Apple và Intel, vào năm 2015, iPhone 6S và 6S Plus sử dụng cả chip modem của Qualcomm và Intel, trở thành hệ thống cung ứng kép. Đến năm 2017, iPhone 7 tiếp tục duy trì mô hình này sau nhiều năm xoay vòng và giằng co, cuối cùng Apple, Qualcomm và Intel lại đứng chung một chỗ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, mối quan hệ giữa Apple và Qualcomm đã chạm đáy, căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đến năm sau, Apple ra mắt hai mẫu điện thoại là iPhone 8 và iPhone X chỉ sử dụng chip modem của Intel, không còn quan tâm. Nguyên nhân là hợp đồng giữa Apple và quan tâm đã hết hạn, và Apple quyết định không gia hạn nữa, chính thức loại bỏ quan tâm khỏi chuối cung ứng của mình. Nhưng Apple không dừng lại ở đó, họ muốn tính sổ với quan tâm, nên đã đệ đơn kiện quan tâm tại tòa án bang California, yêu cầu hoàn trả một tỷ đô la Mỹ tiền phí bản quyền mà Apple đã trả trước đó. Quan tâm thấy bị kiện thì cũng không hề nao núng, vì kiện tụng là sở trường của họ. Khi Apple không còn là khách hàng nữa, quan tâm lập tức phản công, kiện cả bốn nhà máy gia công của Apple ra tòa không dừng lại ở đó quan tâm còn đệ đơn lên tòa án sở hữu trí tuệ bắc kinh cáo buộc chip quản lý năng lượng của iPhone vi phạm bằng sáng chế yêu cầu cầm bán iPhone. đồng thời quan tâm cũng khởi kiện s bộ tại nhiều thành phố khác như bắc kinh Thanh Đảo, Quảng Châu với cùng lý do. Đến tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân Trung cấp Phúc Châu đã ra phán quyết yêu cầu Apple ngừng vi phạm. Cùng lúc đó, một tòa án ở Munich, Đức cũng ban hành lệnh cấm bán một số mẫu iPhone. Trong cuộc chiến này, quan cam đã lấy lại được thế thượng phong. Mục đích duy nhất của quan cam khi kiện Apple trên toàn cầu là buộc Apple phải quay lại bàn đàm phán và thực tế đã chứng minh họ đã thành công. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Apple tuyên bố hòa giải với quan cam, hai bên rút lại toàn bộ các vụ kiện và ký kết một thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế có thời hạn 6 năm, kèm theo một hợp đồng cung ứng chip. Ngoài ra, Apple còn phải trả thêm một khoản tiền cho quan tâm trong cuộc giảng con này, quan cam là bên chiến thắng, Apple không chỉ không lấy lại được số tiền đã trả, mà còn phải bù thêm một khoản, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi quan cam. Còn về phía Intel, chỉ chưa đầy 3 tiếng sau khi Apple và quan cam công bố hòa giải, Intel tuyên bố hủy bỏ mảng nghiên cứu chip modem 5G. 3 tháng sau, Intel bán toàn bộ mảng kinh doanh chip modem, bao gồm 2.200 nhân viên nghiên cứu cho Apple, với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Sau nhiều lần bán rồi lại mua, mua rồi lại bán, cuối cùng Intel cũng hoàn toàn mất hứng thú với thị trường chip di động và quay về tập trung vào mảng kinh doanh PC. Mục đích của Apple khi mua lại mảng kinh doanh chip modem của Intel cũng rất rõ ràng, họ không can tâm tiếp tục phải trả thuế cho quan căm, nếu Intel không thể làm được thì Apple sẽ tự làm. Tim Cook đã điều động nhân sự, thành lập một nhóm dự án nội bộ, thậm chí còn xây dựng một trung tâm nghiên cứu gần trụ sở của quan căm và mở ra 1.200 vị trí tuyển dụng ý đồ chiêu mộ nhân tài này rõ ràng đến mức, ngay cả nhân viên dọn dẹp cũng có thể nhìn ra. Thấy động thái này của Apple, quan tâm cũng không khỏi lo lắng, dù sao thì thành công của Apple với chip dòng A và M là điều ai cũng thấy. CEO của quan tâm đã phải lên tiếng trong một cuộc họp điện thoại với các nhà đầu tư, cảnh báo rằng Apple có thể thay thế chip modem của quan tâm trong vòng 3 đến 5 năm tới. Điều này sẽ khiến doanh thu của quan tâm sụt giảm đáng kể. Đây có thể coi là một cách tỏ ra yêu thế để chuẩn bị tinh thần cho cổ đông. Nhưng rõ ràng, quan tâm đã đánh giá quá cao Apple, quá trình phát triển chip modem của Apple gặp phải nhiều rào cản. Đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Apple Apple một lần nữa ký hiệp ước đầu hàng với quân Qualcomm, gia hạn hợp đồng cung cấp chip modem 5G thêm 3 năm, ngay lập tức, giá cổ phiếu Qualcomm tăng vọt, Qualcomm vẫn là một pháo đài vững chắc và công nghệ CDMA của họ vẫn không thể bị vượt qua, Apple vẫn phải ngoan ngoãn trả tiền. Theo những thông tin hiện tại, dự án phát triển chip modem của Apple vẫn không suôn sẻ và việc họ có thể thay thế Qualcomm trong tương lai hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Quay ngược lại năm 2014, thời điểm Apple và Quan Cam đang giằng co, giám đốc công nghệ của Quan Cam, Jim Tam Sơn, đã viết trong một bức thư nội bộ, nếu không có Quan Cam, Apple sẽ mất thị trường Bắc Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, điều này sẽ giáng một đòn hủy diệt vào Apple. Giờ nhìn lại, câu nói này không hề ngông cuồng mà chính là sự thật, không có bằng sáng chế của Quan Cam, bất kỳ nhà sản xuất điện thoại nào cũng khó có thể bán chạy trên toàn cầu. Chỉ có điều, chưa đầy một năm sau khi câu nói này được đưa ra, quan cam bị Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, NDRC, phạt 982 triệu đô la Mỹ vì lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường. Sau đó, châu Âu và Mỹ cũng tiến hành điều tra chống độc quyền đối với quan cam. Công nghệ của quan cam có mạnh không? Chắc chắn là rất mạnh. Việc quan cam thu phí bản quyền có vấn đề không? Về mặt pháp lý, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng tại sao trong suốt nhiều năm qua, phí bản quyền của quan cam luôn bị chỉ trích? Tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là quân tâm đã phá vỡ hệ sinh thái cạnh tranh lành mạnh khiến tất cả các công ty khác dù bất mãn cũng không dám lên tiếng bản chất của bằng sáng chế là một hình thức thưởng cho sự đổi mới giúp doanh nghiệp có thể kiếm tiền trước nhờ công nghệ tiên phong nhưng khi bằng sáng chế bị biến thành công cụ độc quyền nó sẽ mất đi ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thuế bản quyền của quân tâm rõ ràng đã đi ngược lại mục đích ban đầu này dù họ đã đánh bại nokia buộc cách sự in rời bỏ thị trường và làm khó apple nhưng vẫn có rất nhiều người không đồng tình với mô hình thu phí của quan tâm mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.